Rồi em Di Cá chào tất cả anh em à. Tiếp tục chương trình của ngày thứ bảy cuối tuần. Thì hồi sáng thì em cũng đã lên lô máy nhỏ cầm tay. Đấy, thì em cũng có giảm cho anh em là 10%. Đấy, thì cho đơn trên 500k. Thì chiều hôm nay cũng là như vậy luôn anh em ơi. Thì nhưng mà thay đổi tí xíu, tại chiều nay là hàng lớn thì sẽ là 2 triệu anh em nha. Đấy, anh em cứ chốt sao trên 2 triệu tầm khoảng 3 con máy anh em. Tầm 3 con. Đấy, thì em sẽ bớt cho anh em 10% riêng ngày thứ bảy ngày hôm nay thôi nha, nhưng mà không dồn đơn, nó không có dồn video sáng video chiều đâu anh em nha, video nào ra video nấy đâu, nói chung là bớt cho vui thôi. Đấy, thì anh em nào mà khách sĩ lấy số lượng nhiều thì coi như là cứ 2 triệu em bớt 10% là 200k anh em, còn 1.8 nha. Đấy rồi, thì hàng này tất cả là điện 100V anh em. Đấy, có chỉ có 20 con thôi nè, mười mấy 20 con thôi, nãy xả cho nó hết luôn nè. Đây có cái ô tô bự bự mà điều nó bị tét rồi nè, đó. Với lại mấy con máy đục bê tông 30 ly, nhưng mà máy cắt sắt bàn, lại mà có một con áp rồi nè, lại con áp, với lại còn có mớ đồ hơi bự bự nè anh em, 4-5 con à, đó. Còn 4-5 con thì em xả hết luôn cho anh em luôn ha. Đấy, thì anh em cứ chốt trên 2 triệu em bớt cho anh em là 10%, và em bao ship rồi nè nha, hàng đây là toàn bộ là bao ship nha, đấy, tất cả là bao ship, anh em cứ chốt trên 2 triệu thì em bớt nha, đó. Còn dưới 2 triệu thì vẫn là bao ship đúng giá thôi. Đấy, thì mỗi một con thì một cái giá khác nhau, anh em nhìn kỹ mã số xong rồi gọi cho em sẽ chốt cho anh em theo mã số em ghi lên trên máy nha. Và khi chốt xong thì anh em cọc trước giúp em là 30% trở lên, còn lại bao nhiêu em sẽ gửi hàng về đến nhà, khi nhận hàng anh em khui thùng kiểm tra đúng với hàng của mình đặt, không bởi vỡ đúng như trên video thì anh em nhận, còn nếu mà có sai sót gì thì anh em vui lòng gọi lại giúp em để em giải quyết ngay lúc đó luôn anh em nha. Anh em đừng nhận xong em không giải quyết được, anh em thông cảm ha. Nói chung là có còn shipper đó thì anh em vui lòng kiểm tra giùm em đầy đủ. Rồi thì bây giờ sao còn như thế ta, máy thì có con chạy con không đây anh em nha, có mấy cắt sắt bàn có con chạy con không đây, còn đục bê tông cũng vậy, lát nữa em sẽ test cho anh em coi ha. Rồi đầu tiên thì em sẽ quay con cắt sắt bàn trước đi em. Điện này. Lên chỉnh căng cắm điện chết máy. Rồi con Makita này nó sẽ là đá 305, cái chân hơi méo méo tí xíu rồi nè, đó cái chân hơi méo méo tí xíu, test coi chừng gì đá. Rồi rồi ok, con này giờ vừa sinh lạng phát chạy, giờ vừa sinh lạng phát thôi nè. Đấy, vừa sinh lại đá vẫn còn, đá 305, đá dục đi anh em ơi. Đó rồi gặp lên gặp xuống nè, con này lên xuống nó cũng hơi cứng anh em à, nó cũng hơi cứng, tay chân thì còn ok, giữ đít lên nè. Ê, cái đít thì nó vẫn còn còn trong sáng một tí. Mất ba chân cao su nha, con này thì nó mất ba chân cao su rồi. Ok, quay lại tôi có đầy đủ anh em nha. Rồi con này mã đầu tiên video này 796. Rồi 750 anh em nha. 750. Rồi 750k, mã 796 anh em ơi, 796. Đó, 796 giá của em nó là 750, đá 305 1450W. Đấy, 3800 vòng. Giờ vệ sinh là phát là mình ủi thôi anh em ơi. Đó, một con rồi 796. 750. Rồi đó. Rồi con này 797. Rồi, con này mất cặp than rồi anh em. Con này mất cặp than GB nha. Đó, con canh canh nè. Đây. Đấy. GB. Ai tô còn. Chân mất cao su hết rồi anh em ơi. Đây. Của góp bên trong thấy còn ok nha anh em nha. Đấy, nhưng mà nó không phải mất than mà bị mất cái nắp anh em.
nó vẫn còn chạy nè mà, nhưng mà hơi đá lửa nha. Đấy, vẫn chạy hơi đá lửa, mất cái nắp thang á. Em lấy gắn á, về cái biết nhóm thang cho nó mới chạy à. Cái thang bên này nè, em nhấn vô nó lại không nẹt lửa bằng cái thang bên này. Cái thang bên này có nắp bên này mà, nhưng mà thang bên này mất nắp nè. Đấy, em nhấn vô lại không nẹt lửa. Đấy, nhưng mà nẹt lửa ít, nhưng mà bên này nẹt lửa nhiều nè. Rồi, con này thì đá 305 ribbon. Rồi, con này sát 500k, anh em về dọn lại luôn nha. 500 là bao ship rồi nha. Sát 500k rồi. 797 500 anh em nha. 797 rồi, 500k. Bao ship anh em nha. Con này đá 355. Lên xuống nó cứng rồi nè mà. Con này lên xuống cứng nè. Điếc rồi nè, xin đã qua đá 355 điếc nha. Tay chân thì vẫn còn, chân nó hơi mớp mé một tí nè. Đó, con này bị điếc cái này mà đá 355. Quay được nhưng mà nó cũng hơi xào xào cái này mà. Đây nè. Đấy. Hơi tô kẹp đầy đủ, cái chân hơi mớp một tí xíu cái này thôi. Ok anh em nha. Đó, hơi xét xét cái này thôi. Chân nó hàng theo cái cặp vơi cái này thôi. Rồi, con này 500k luôn em ơi. 798 500k dành cho em nó luôn. 500 nè. 798 500k. Đi luôn. Đưa con kia vô luôn. Rồi xin đa qua. Đá 305 nè. Đây, cốt quay ok ha. Cốt con này quay ok nè. Mất cái vỏ này rồi. Rồi cái này dây điện nó sát lắm rồi nè. Đấy. Dây nó sát lắm rồi. Anh em về tự test giùm em luôn ha. Đó. Còn riêng rét anh em ơi, chưa đụng chạm đi luôn. Lên xuống bình thường nè. Đấy. Đá 305 anh em nha. Anh em nhờ tháo này ra test giùm em. Đó. Rồi, em này mất ba cái chân cao su. Đấy, đấy thì còn đẹp nha, đấy ở dưới này còn ok nè, ở tô có đầy đủ. Rồi xin ra qua đá 305. Rồi 799. 500 luôn nè. Đấy. 500k sát luôn nè. Này mà bao ship anh em nha. Đấy. À, bây giờ như ví dụ như con này nó chạy ngon lành cành đào thì nó sẽ là 7 xị. Đấy, bây giờ sát thì coi như là bắn tô lô luôn là 5 xị. Rồi. Rồi ok nha anh em nha. Rồi 799 500k. Rồi em này mã 800. Con này đã lưỡi 216. Miếng gạch tê còn. Đó, miếng gạch tê vẫn còn đâu. Đó, lên xuống hơi nặng tí nha. Này, lên xuống hơi nặng tí. Vô. Mấy cái này anh em về vệ sinh làm lại giúp em nha. Nó lưỡi 216 này. Lưỡi hợp kim ok luôn. Dây điện đấu nè. Rồi mã 800 giá 700 anh em nha. Đó, 700k bao ship nè. Đó. Rồi ok luôn rồi nè bạn. Đấy. 800 giá 700k. Vệ sinh lại cái phần này. Máy móc thắng anh em ơi, sơi 8FA lưỡi 216. Đấy.
Còn cái miếng cà phê của ảnh á thì anh sẽ bị tháo cái miếng này ra. Tháo cái ốc vít này ra, cái này nó sụp xuống nè, đó nó chặn, nó đang chặn. Rửa hợp kim ok luôn em nha. Đấy. Rồi. Mã 800, giá 700k luôn em ơi. Giá của em nó là 700 luôn. Toshiba. Toshiba này. Toshiba China anh em nha hả? Toshiba China nhưng mà nó vẫn là điện 100V. Lên xuống thì bình thường đá 355 anh em nha, lên xuống bình thường đá 355. Đấy, cái đới của nó thì mất hai cái cao su ngay đây. Đới mất hai cao su, cái này coi như mất luôn rồi anh em ơi. Đấy. Anh em về nhà dựng lại cái chân nó nha. Đấy. Công tắc thì nó không có này nè. Đấy. Không có. Quắm vô phát chạy luôn. Không có công tắc. Không có lửa luôn em ơi, nó không có lửa luôn nha. Rồi. Cốt quay ok, đấy, đầy đủ. Con này chỉ là mất cái công tắc với lại ba cái chân cao su. Rồi cái này mất công tắc anh em giờ làm lại công tắc lại cái dàn chân anh em ơi, dàn chân cao su thôi. Còn cái này thì ô tô còn cũng còn ok luôn. Rồi con này đá 355 Toshiba, rồi 600k luôn em nha, 801 600 luôn, bao ship rồi anh em. 600 rồi ok. Đấy, đưa ra luôn rồi. Rồi, con này là con cắt thịt. Đấy. Con cắt thịt hơi cũ cũ 14 kg. Chạy mà cái lưỡi nó không chạy anh em ạ. Đây là cái lưỡi nó không chạy nè. Nó chạy mà cái lưỡi nó không chạy. Máy chạy nhưng mà cái lưỡi không chạy. Quay được này nè, đấy, vẫn còn quay tới quay lui được. Không bị gãy, gãy mất cái cử nè. Cái lưỡi này vẫn còn quay bình thường, đấy, vẫn bén anh em nha. Nhưng mà bị đứt dây cô ro hoặc là không có dây cô ro, nó không có dây cô ro, đới bằng nhôm, mất một chân cao su. Chân này ok rồi, gặp lại. Điện 100V, 100W luôn nè. Rồi con này đó, máy chạy không có dây cô rơ nè em ơi, 750k nha. Nặng 14 kg nè, 802 750 750k và 800 750 802 750 dành cho em nó anh em về đây. Thay dây cô rơ nè, với lại độ cái cử bên này nè em ơi, thay dây cô ro, đồ là cái cử này, cái cử này bị gãy nè mà đó. Có đá mài vẫn còn ok luôn đó, nó mài đó. Motor vẫn còn sống nha, máy vẫn chạy bình thường đó. Rồi 802 750 luôn nè, 802 750k okay. Rồi con này 803, con này chạy ok luôn em ơi. Con này con rút lõi bên trong nè. Hơi có lửa xíu xíu anh em về dọn lại luôn ha. Đấy, rồi con này là cái dây điện đấu nè. Này 57 nè em ơi, 57. Nó là 57 cm từ dưới lên. Đó, 57 cm. Shibuya. Rồi con này nó là 900 vòng trên phút, 1200W. Rồi, giá của em nó là 1 triệu luôn nha các bạn. 803. 1 triệu anh em nha. Đấy. Rồi.
Rồi ok luôn, 803. Bao ship luôn em nha. Hàng hàng lớn không ạ? Đuôi mới đục quá. Và con Toshiba này. Toshiba anh em nha. Đục 30 ly. Đấy, em hấp mũi rồi nè. Anh em giờ làm lại cộng dây điện nha. Cộng dây điện này anh em giờ làm lại anh em nha, nó bị tụt băng keo rồi. Đấy, anh em về làm lại cộng dây điện đây nè. Đó, nó bị tụt băng keo ngay đây nè. Đấy, nó giật đó anh em ơi. Đó. Anh em giờ làm lại nha. Rồi, con này đục 30 ly, chạy Toshiba, không có lửa nè mà. Đó. Rồi, giá của em nó 1 triệu bao ship luôn nè mà. 804. Rồi, 804. 1 triệu luôn em nha. 804, giá của em nó là 1 triệu. Đấy. Em chỉ là bao sóng cho anh em thôi nha, chứ còn mũi em không có mũi đục, em test cho anh em đâu nha. Đó. Rồi thì cái này anh em về tự xử giùm em, giá là 1 triệu bao ship Toshiba đục 30 ly. Đây. Là 100V 11A là sẽ là 1050W. Toshiba HM30A. 1400 vòng nha, đổi. Rồi ok luôn. Rồi mã 804 1 triệu anh em nha. 804 là 1 triệu. Rồi 805. Con này là Hitachi. Đó, Hitachi. Đó, cái tay nhựa thân nhôm anh em. Hơi cũ cũ thôi. Có bắn 1-2 tia lửa thôi nè. Đó. Rồi con này thì 900k bao ship cho anh em luôn ha. Đó, nó bắn 1-2 tia lửa thôi. Anh em giờ dọn cũng được không dọn sao, quan trọng đấu cầu mì điện vô và bỏ cái mũi vô test đục anh em nha. Đấy. Chứ còn máy thì chạy thì cảm thấy là nó cũng ok rồi. Đó. Hơi có lửa xíu thôi. Rồi xác con này 805 900 anh em ơi. 805 900k. Đấy, bao ship rồi nè. Hitachi nè mày, còn nó mất cái tem. Rồi 806, hãng ghi cái bằng ở đây. Tay nó hơi bị nứt ngay này tí xíu nữa anh em nha. Đó. Xíu xíu thôi. Đợi 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 em chỉnh cái cam lại nha anh em. Đó. Để em chỉnh cái camera xuống lại chút xíu tại hết hàng hàng cao rồi, mấy cắt sắt mới còn quay cam cao. Rồi. Đây, gần rồi anh em ơi, đây là nó. Bú nó vẫn giọng anh em. Đấy. Rồi, con này thì cũng là Hitachi, dây điện thì cũng khá là dài luôn. Đó, đây. Em này hơi có lửa xíu nè mà, giờ dọn lại luôn nha. Đấy, thì xác con này 900k. Cái đầu của nó có đây, đó, đầy đủ ha. Đó, 900. Rồi 806.
900 luôn em nha. 900k bao ship. Đấy, ok anh em ơi, 806 900. Và 807 là một con Makita. Đây. 30 ly luôn. Là 100V, 1430W. Makita HM1500. Đây. Hình thức còn ok nha. Ít luôn rồi nè. Con này nó bị áo ra quay thang này nè em ơi. Con này bao nhiêu tí? Thả cái chân ra con. Mười bảy ký. Bánh chày bỏ anh em ơi, con này bỏ đi, bánh chày đi. Rồi ok bỏ. Nãy giờ coi như con nó bây giờ gì bán cho chai là 600.000 rồi, đó, tiền ship nữa là thành 720 rồi. 720 giờ không biết bán không được, nó bán không được nữa. Thà nó chạy mình bán được chứ còn nó điếc luôn rồi, coi như là mà nó như vậy nó thì thua luôn. Thà chạy như con này nè, đó, nó gãy tay nó cũng được. Lửa nè, con ok nè. Đấy, con này không có lửa. Makita. Rồi. Cái tay này nó hơi méo một tí nè anh em ơi. Đó, giờ chỉnh lại ha, cái tay nó không gãy bị méo nè, đây nè. Bị méo vô mấy cái chỗ này. Anh em giờ chỉnh lại ha. Đây, méo bằng bên nè anh em. Đấy, con này nó bị méo bằng bên nha, đục 30 ly. Rồi, con này 807. Rồi, con này tay bị méo một tí xíu, dây điện có. Rồi 1 triệu luôn em nha. Đấy, bao ship anh em. Rồi 807 1 triệu bao ship cho anh em luôn ha. Rồi đi luôn. Rồi. Okay, qua đó đi. Rồi, đưa con bơm xăng đi, đưa con bơm xăng đi. Rồi cái con này, con xăng, kia lấy cái chân ra con. Tám ký được. Bảy. Rồi cái này thì nó là một con bơm xăng, em cứ bỏ xuống anh nằm dài xuống anh dỡ cây này. Bơm xăng nó xài bằng cái gì anh em ơi? Đó, nó có một cái tay này, đây như thế này, nó dài cũng hơn mét rồi nè. Con này nó dài hơn mét mà không biết nó xài vô cái bơm xăng hay bơm xăng là cái đâu rồi đó. Đây có đồng hồ, mặt đồng hồ bị bởi kính anh em nha, mặt đồng hồ bị bởi kính. Ngay chỗ đây nó vừa có bị test cái đường nhôm ngay đây, nhưng mà không biết là nó xài vô cái đường điện hay là cái đường gì luôn nè. Thôi từ từ quên đi chứ, nãy giờ em chưa chỉnh cam. Đây nó bị test ngay đây nè, đó nó bị test ngay đây một miếng nè, nhưng mà không biết là nó xài đường điện hay là cái đường gì, em không thấy đường điện ra luôn. Ống thì cũng còn ok. Đây từ từ nha. ngay đây nó bị dập ngay đèn miếng nha. Đây nè, test cái đèn miếng nè, mày thấy không, bị test cái đèn miếng. Từ để em chỉnh cam, cái cam này nó nay nó không có nè, test ngay đèn miếng nè. Xíu xíu thôi. Rồi cái đường điện nó ra chỗ nào, cầm lại từ từ, không thấy đường điện luôn em ơi, không có một cái đường gì ống dây điện nào để ra mà để coi thử luôn đó. Nó đang 7 ký nè em ơi. Rồi cái này 300k, 808 300 anh em ơi. Đấy, này nó đợi 200 gì nè, này nó đợi 200 gì nè. Đó. Rồi 808. Rồi 300k sát tù bù đi nè em ơi. 250. Rồi, quay tiếp tục con này đi nè em ơi. Con này là con cha DMS. Nó đội được bao nhiêu tấn nè, từ từ để em coi thử.
cho đêm mát. Xả ra luôn. Dặn luôn. Nó cũng lên mà con này nó lên yếu anh em nha. Anh em về dọn lại giùm em luôn ha. Cha đi mát. Rồi. Lên yếu. Rồi. Bơm lên đi. Đây anh em nhìn nè. Đó. Lên được nhưng mà nó yếu anh em nè, hả? Lên đây nè, nó hơi lên một khắc này rồi nè. Vẫn trôi lên bình thường anh em hả, anh thấy nó lên cũng chậm anh em ơi. Lên bình thường anh em, lên ok đấy nhá, điều lên hơi chậm. Đấy. Bơm từ từ thôi. Đấy, lỡ đưa lên hết, đưa xuống, đưa lên hết, đưa xuống. Đó. Ok. Đấy, lên cái khúc dài anh em, đấy. Rồi. Được rồi. Rồi xả đi. Không phải con cha đi mắt đâu anh em nha. Hero chắc gì á. Đây lên giảm xuống. Đây lên giảm xuống. Xuống đó hết rồi nè. Đó. Rồi con này thì đây tìm đây. Không biết nó bao nhiêu tấn luôn anh em nha, nó nặng 15 kg anh em ơi. Đấy. Không biết nó bao nhiêu tấn hết. Rồi con này 900k là bao ship anh em nha. Đấy. Mà 8 lẻ mấy con? 809. Rồi 900. 809 900k anh em ơi, 809 900k dành cho em ở luôn. Rồi bỏ ô tô luôn kia, ô tô còn cái tăng luôn 810 làm một con ô tô 21 kg. Là bỏ cái ghế qua đây luôn, đưa vô. Không, rồi. Đây nó bị tét cái này một miếng nè, đây bán về chai cho anh em đi vui ha. Này cốt tròn anh em, nó bị tét cái này nè anh em, giờ có ấy không, còn ấy thì thôi anh em ơi, nó cũng không sao, bị bởi anh em ơi, con này là tôi bị bởi nặng 21 kg, hiệu cũng hàng hiệu chứ mà nó bị bởi nữa, ra vô cũng được luôn á đấy. Ra vô cũng được luôn đấy, mà bị bởi ngay đây đấy, bởi hai miếng này đó. Nói chung là đi bởi anh em ạ, rung rinh nè. Nhiêu con? 810. Rồi 810, 600k anh em ơi. Bao ship anh em. Đó. Đó, anh em về có lấy cứ làm gì làm nha. Đấy, em cũng biết chả biết làm cái gì luôn. Đấy. Điều bán cái này thì ship nó cao hơn em nữa. Rồi ra vô thì vẫn bình thường. Tô số 5 hiệu của cha đi mát, coi như là banister gì đây đấy. Ấm ốc ngay đây, bắt ốc ngay đây đấy, cũng rinh. Rồi 6 xị nè. Rồi ok đi 810 600k đấy. Rồi, đưa con áp đi vô đây em. À, còn cái này nữa. Rồi 7 ký mấy nữa. À, xuống. Đây một đục đá và đục gì đây, đục hơi dây 7 ký mấy đục hơi, mất cái công tắc rồi đấy. Mất công tắc rồi nè. Rồi con này để cho anh em mất công tắc 250 xác luôn, anh em về nghiên cứu giùm em nha. Đấy con này 250 250k dành cho em nó luôn.
Như quay chỗ này sao ánh sáng này thấy camera nó bị gì ta, mà không được. Rồi 250 luôn em nha. 81 250k. Rồi 81 250 luôn em. Đấy. Rồi kiếm con máy nhỏ đưa anh. Rồi con này là một con 3kW anh em ơi. Đấy, 3kg nha. Đấy. Nó cũng hơi xấu xấu, nó bởi bởi vậy nè. Đấy. Hơi xấu xấu nha. Nó hàng bãi mà, không phải như hàng mới được. Mớp mớp ngay cái chân ngay đây. Đấy. Rồi. Cắm điện vô đây. Điện vô anh tiếp cho. Gắm điện 220 cho em, quên đi nhé. Gắm điện 220. Rồi, để gắm điện 220 em. Đâu, đổi một dây kia cũng được em. Đổi một dây này luôn. Lúc nguồn áp á. Hơi méo méo anh em à, giờ anh em chỉnh đốn lại, còn ấy nó nhét cho nó vô hốc luôn. Hả? Nãy mình rút điện thoại của anh ra là này có điện rồi anh em ơi. Đấy. Hương lỗ anh em, hương lỗ anh em. Đấy, một rồi hư lỗ rồi anh em, hư một lỗ rồi nha. Đấy. Lỗ nó bị gì rồi. Đấy, rồi rút điện nha. Rồi cái này thì đấy 3kW anh em ơi, 3kW là anh em xài tưng bừng luôn rồi, không cần máy bãi thì ok hết rồi. Đấy. Rồi con này hư một lỗ, để anh em triệu tư anh em nha, hư một lỗ rồi. Đấy, 1 triệu 400 82 8 12 1 triệu 400k. Đấy, dành cho em nó luôn. 82 triệu 4. Đưa ra ngoài kia sáng sáng xíu em ơi, sao anh thấy cái màu cam sao nó kỳ vậy, hèn gì hồi nãy giờ. Từ từ. Hồi nãy ai chỉnh cái độ ánh sáng gì vậy? Từ từ. Đấy. Giờ nó mới sáng nè. Rồi đưa đưa bỏ cho em. Rồi anh em thông cảm nha, đưa cái vô lại, đưa cái cục đỏ vô lại. Rồi đây nè, đó. Cái cục nó màu như thế này anh em nha, chứ không phải màu như nãy đâu. Nãy cái cam em nó bị cái gì á. Đấy. Rồi 82, 1 triệu 400 luôn em ơi. Đấy, rồi quay lại dòng em ơi. Nó bị mớp mớp nghe này tí xíu nha. Đấy. Đây điện 200V ra 100V là một cái biến áp. Đây. Đấy. Rồi bỏ xuống nè. Bị hư một lỗ anh em ơi. Đó, rồi 82. 1 triệu 4 rồi đi luôn em. Con kia 83, con này cắm dây điện nha. Rồi. Đấy. Con này không có dây điện anh em. Rồi 4 lỗ ok luôn em ơi. Đấy. Thì con này 4 lỗ ok nha. Con này nó chỉ có 2kg thôi nè, 2kW đó. Để sát sát vô em. Chan Star 2kW, điện 100V 115V. Cái đồng hồ này bị mất cái ấy rồi em ơi. Đó, mất cái kính rồi. Nó hơi xấu xấu này tí xíu. Đấy. Không có dây điện. Con này không có dây điện nha. Đấy. 115 đây. 2kW rồi. Ok, để em bỏ vô cộng dây điện cho anh em ha. Lấy cộng dây điện nhỏ nhỏ bỏ vô cho anh em. Đó. Về anh em về tự đấu giùm em ha. Cộng nào cũng được em. Không dài dài chút xíu, dài dài.
Rồi ok. À, cục này đấy, 1.200.000, anh em về từ đấu vô giùm em ha. Đó, 2 kg 1.200.000. Rồi ok luôn. 83 1.200.000. Rồi ok luôn, 83 1.200.000 rồi. Cục kia nó cho vô luôn em. Còn cục nó cho vô luôn. Và 84 là một con này nó lộn 3 kg anh em nha. Đây 3 kg lô quát. Đó. Hàng gì đây? Anh em coi thử hàng gì anh em cũng không biết luôn. Đấy, 3 kg lô quát. Đây. Con này hình thức nắp vẫn còn. Rồi bỏ xuống đi. Thôi mớp mớp cái đầu lên tí xíu nha, mớp mớp cái đầu lên tí. Này không có dây điện luôn em. Đấy. Rồi, lát em bỏ vô trong cổng. 3 kg nữa nè. À, ok, tốt em. À, cái 4 lỗ em thử 4 lỗ nè anh em, nãy giờ quên chỉnh cam, sang chỉnh cam con. Cái này nó hơi mớp mớp tí anh em nha. Đó, con này nặng 3 kg đây. À quên, nó là 3 kg nha. Đấy. 3 kg. 4 lỗ này em bấm đều ok ha. Đó, nó hơi mớp méo méo này tí xíu nè. Rồi, qua đây. Đấy. Đây. Rồi. Con này con bao nhiêu ký em? Ủa sao con này nhẹ vậy ta? Con này mấy con kia 12 13 kg, con này có 10 kg à. Đó, rồi bỏ xuống đi. Đấy. Con này có 10 kg anh em. Rồi. 3 kg rồi, bỏ thêm cọc dây điện vô em. Rồi con này 1.000.000. 10 kg. Rồi con này nó 8 14. Rồi 1.000.000 đây nè, bán thêm ký nè. Con này nhìn thấy nó mỏng 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 mỏng, nó mỏng manh lắm anh em ơi, nó không có như cái mấy con kia. Đấy, thiệt. Em mở cái con màu đỏ lên em. Bán ký nè. Đấy, chắc ăn lắm, chắc như bắp luôn á. Đấy, 13 kg rồi nè, 14 kg luôn nè, đây nè. Đó. Nó 14 kg rồi nè mày. Đấy. Rồi. Bỏ xuống đi, bỏ con này lên lại cho anh em coi nè. Cái kỳ. Thôi bán theo ký đi nè mày. Đấy. Con này 10 kg. Rồi. Xuống. 84 1.000.000 anh em ơi. Đấy. Rồi ok. Xong. Đó. Rồi giờ còn mấy con đồ hơi này ra kéo con dây hơi ra em ơi. Rồi, để em bấm đứng lại em ra kéo con dây hơi ra cái anh em. Còn mấy con xà nốt luôn đi nè. Rồi bây giờ còn có 5 con này nè. Lấy ra em, lấy ra. Còn 5 con. 5 con mấy hơi bự anh em ơi. Đây nè. Con này là con ban dai 3002. Đấy, ban dai 3002. AW. Đấy. Còn 5 con trần lớp đi nè mày. Sạch nhà. Nó xì ngay đây nè. Nó xì ngay đây nha. Chạy nó không chạy mà xì nó cũng xì luôn. Đầu xì xì ngay đây chứ quên. Đó này, đầu lắc được anh em ha. Đó. Đầu này là đầu 1 in đấy. Con này là đầu 1 in. Lắc được. Nó xì cho này anh em ơi, đó, công tắc nó bớt cũng không được luôn. À, công tắc này bớt cũng không được. Đó. Cái này nhẹ nhàng nha, cái này quay tới quay lui được, cái này quay tới quay lui được luôn. Đó. Quan có. Đây bàn dai 3002. Rin đét hết anh em ơi, đây nè. Đó. Từng con ốc này, ban dai 3002 này nó bao nhiêu ký ta, bao nhiêu ký không ký đó có đây. Ban dai 3002 nặng 14.5 kg nè em ơi. Đó, 14.5 kg không xị. À quên, xị ngay đây, xị một ít đó. Mã 815 rồi, con này 1.300.000 anh em nha. Đấy, 815 1.300.000. Đấy, bao ship anh em nha. Đó. Ai về dọn lại giùm em nha. Đấy, ok đi luôn em. 815 1.300.000. Rồi 816. Mấy con này bữa có quay rồi anh em ơi, nhưng mà nó còn sót lại nè. Đó, quay một đống. Đây. Xì đây nè. Đấy. Con này nặng 15 kg luôn nè. Đó. Nặng 15 kg, cò bớt không được. Con này NBK 3008. Đấy, đầu 1 in, này đầu luôn. Đầu vẫn quay được bình thường anh em, nó xì ngay đây nè. Đó.
NBK 3800 đây. NW á. NW 3800 GL. Hiệu của NBK. Đây ốc ít nó còn ok hết anh em. Đó. Ốc ít nó còn ok hết nha. Này. Nặng 15 kg này, 15 kg. Rồi. Con này đợi em 1 triệu 3 luôn, 15 kg. 816 1.300k. 816 1.3 anh em nha. Đấy 816 1.3. Bỏ lấy ngay quanh nha hai con này. Rồi 817 con này 14 kg anh em ơi. Bóp cái nó xì ngay đây nè. Bóp cái nó xì ngay đây. Này cứng đầu luôn nè. Này nó cứng cái đầu luôn, đầu 1 in luôn. Này 3.800 luôn em ơi. Nặng 14 kg nè. Đấy. Con này nặng 14 kg. 14 kg anh em nha. Con này. Ốc yếu rồi còn ok hết anh em, không đụng chạm gì tới nó anh em nha. Đây nè, chạm được. Con này. Cái này cứng anh em ơi. Đó. Cò bóp được nhưng mà nó xì trên này. Rồi. Con này 3.800, con này bị cứng cái đầu là 817. Chịu anh em ơi. Đó. Bao ship rồi nè, 87 1 triệu luôn nha. Đây, 1 triệu một con. Đó, 818 này. Con này 3.200. Này lúc lắc được nè nè. Có 3 phần đầu 1 in luôn em nha. Đấy. Rồi bóp được 14 kg, con này nặng 14 kg. Được mà bình hơi của em nó không có đủ hơi anh em. Đó, xài được không? Đang xài bình hơi chút xíu à, muốn làm thay bình hơi hả? Đó. Không đủ hơi anh em à. Rồi, nhưng mà anh em giờ dọn lại nha, em bán sát luôn anh em ơi. Đó. Rồi con này 818. Không cần đâu, để luôn. Rồi 818. Con này là nó không xì nhưng mà hơi em chạy không đủ, là em không có biết chắc ăn được là nó có chạy ok hay không anh em ơi. Đó cho nên là bán sát luôn em nha. 818 1.4 luôn. Đó 14 kg. Đấy 818 1.400. Đấy ok luôn. Đi luôn. Hết quan ở cầu quan nó cùng này mà. Rồi hết rồi anh em ơi, con cuối cùng. Này nặng 12 kg nè. Em sẽ qua cho này còn nhiều lắm rồi. Nhỏ. Không ạ? À? Tháo con kia. Con này không có quan anh em nha, để anh tháo con kia ra anh test cho anh em coi xong trả lại. Con này nặng 12 kg thôi. Đấy. Này nó nhỏ. Đầu 1 in. Quay được anh em nha, con này quay được. Xì ngay đây nè. Đó. Nó xì ngay đây. Rồi con này để cho anh em 12 kg rồi 800k luôn nè, 800 luôn. Tạo chiều cũng cứng này nha hả, con này sát 800k, con này im bắt nè, rồi 800k, giảm chạy em hơn, bao ship rồi nè, 819, 800, rồi ok, hết rồi, chiều này tập thể dục như đây thôi anh em, cuối cùng thôi anh em, đó, rồi thì em xin nhắc lại nha, đó, thì 8 mã này là mã cuối cùng và coi như là video này thì trên hai nha, đúng 2 triệu thì em sẽ giảm 10% anh em nha, và em không có dùng đơn video sáng và video chiều anh em nha, và video sáng em cũng giảm 10% nhưng mà nó có cái mức của nó đó, còn video chiều này thì anh em cứ chốt hai con là nó ra thôi. Đấy, rồi ok em xin kết thúc video ở đây rồi, cảm ơn tất cả anh em, rồi chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em vào ngày mai đó, ngày chủ nhật này. Rồi hello chào tất cả anh em.